bậc phụ huynh và các bạn nhỏ. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên dạy lớp Chồi Năm, trường Mẫu Giáo Tân Thắng. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các con vẫn chưa thể đến trường để học tập và vui chơi. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy các con cách vẽ và tô màu tàu hỏa. Thông qua tiết học này sẽ rèn cho các con sự khéo léo của đôi bàn tay, con sẽ biết vẽ và tô màu tàu hỏa. Bây giờ mời quý phụ huynh và các con cùng xem một số trong ảnh về tàu hỏa nhé. Còn đây là một số tranh sản phẩm của các bạn nhỏ vẽ về đoàn tàu đấy. Để thực hiện được hoạt động này, quý phụ huynh cần chuẩn bị cho các con một tờ giấy vẽ A4 và một hộp màu sáp. Trước khi vẽ, quý phụ huynh cần hướng dẫn chỉnh sửa cho các con về cách cầm bút bằng tay phải và tư thế ngồi thật là ngay ngắn nhé. Bây giờ mời quý phụ huynh và các con cùng xem cô Ngân vẽ mẫu nhé. Cô sẽ bắt đầu vẽ từ phần đầu của tàu trước nhé. Để vẽ đầu của tàu, cô sẽ vẽ một hình chữ nhật nhỏ. Cô sẽ dùng bút lông màu đen để vẽ, còn các con, phụ huynh hãy cho các con sử dụng màu sáp để vẽ nhé. Tiếp theo, cô sẽ vẽ một hình chữ nhật đứng. Cô vẽ một nét cong nối từ hình chữ nhật lên hình chữ nhật đứng để làm đầu tàu. Nối với đầu tàu là các toa tàu, cô sẽ vẽ toa tàu hình chữ nhật cách đầu tàu một chút nhé. Toa tàu nối với đầu tàu là những móc xích. Cô sẽ nối móc xích là hai nét ngang và tiếp tục cô vẽ toa tàu thứ hai. Cô cũng nối toa tàu thứ nhất với toa tàu thứ hai. Cô vẽ tiếp toa tàu thứ ba là một hình chữ nhật nữa. Cô cũng vẽ hai nét ngang để làm thành móc xích nối giữa toa tàu thứ hai và toa tàu thứ ba. Tiếp theo là vẽ bánh xe cho tàu hỏa. Cô vẽ hai bánh xe hình tròn cho đầu tàu. Rồi sau đó cô nối hai bánh xe lại với nhau tạo thành một thanh ngang. Tương tự như vậy, cô vẽ bánh xe cho các toa tàu nhé. Cô cũng nối các bánh xe lại với nhau. Ở phía đầu tàu này, cô sẽ vẽ thêm một cái cửa sổ là một hình vuông nhỏ.
Để đoàn tàu đi được trong đêm, cần phải có đèn đúng không nào? Cô sẽ vẽ thêm một cái đường cong nhỏ ở phía đầu tàu để chiếu sáng. Cô sẽ vẽ thêm ống khói ở phía trên. Khi tàu chạy, sẽ có khói nhả ra. Cô sẽ vẽ những hình tròn nhỏ để làm khói nhé. Như vậy là cô đã vẽ xong đoàn tàu rồi. Bây giờ để đoàn tàu đẹp hơn, cô sẽ tô màu cho đoàn tàu của cô nhé. Cô sẽ chọn màu đỏ để tô cho đầu tàu. Cô sử dụng màu nước để tô. Phụ huynh hãy cho các con sử dụng màu sáp để tô nhé. Khi các con tô, phụ huynh nhắc nhở các con tô thật là cẩn thận, không để lem màu ra bên ngoài nhé. Tiếp theo, cô sẽ chọn màu vàng để tô tòa tàu thứ nhất. Cô chọn màu xanh lá cây để tô toa tàu thứ hai. Cuối cùng cô chọn màu xanh nước biển để tô toa tàu cuối cùng. Bây giờ cô sẽ chọn màu đen để tô cho các bánh xe tàu và các móc xích. We'll be right back.
Sau đó, cô dùng màu xanh nước biển để tô các thanh ngang nối giữa các bánh xe nhé. Như vậy, cô đã vẽ và tô màu xong tàu hỏa rồi đấy. Thông qua hoạt động này, quý phụ huynh có thể giáo dục các con phải biết giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra nhé. Phụ huynh lưu ý nhớ nhắc nhở trẻ khi ngồi trên tàu không thò tay, thò đầu ra ngoài cửa, không vui chơi gần đường ray xe chạy. Khi nghe thấy tiếng còi của tàu hỏa thì phải dừng lại. Sau khi các con đã vẽ xong, quý phụ huynh nhắc nhở các con rửa tay với xà phòng thật là sạch nhé. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy các con cách vẽ và tô màu tàu hỏa. Tôi hy vọng rằng hoạt động này sẽ giúp cho các con có một khoảng thời gian thật là vui vẻ khi ở nhà. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.